Anh ơi, không biết công ty mình có lì xì Tết không nhỉ? Anh nghĩ chắc là không có đâu. Nhưng mà nếu có, anh cho em hết nhá. Thật á? A few moments later. Ôi, anh chào sếp ạ. Phương đâu em? À bạn Phương, bạn đấy vừa mới ra ngoài có chuyện gì? À đây à? Ờ đây có lì xì năm mới gửi hai đứa, có gì gửi giúp anh cho Phương nhá. Dạ vâng. Đây rồi, nhá, đi đây. Hả? Hết giờ rồi, về thôi em. Chị thích cái bàn phím này cực, nhưng mà chị tìm mãi mới thấy cái màu này ấy. Ưng ơi là ưng. Đây là chị gửi em 750.000 đúng không? Ơ, sao anh lại để chị thanh toán? Em vừa thấy thằng đàn ông nào lấy vợ mà lại còn cầm tiền trong người không? Tiền vợ anh cầm hết rồi. Thế à, vợ nhỉ? Sao anh nói điêu ấy? Mọi lần anh dẫn các chị đây toàn là anh trả tiền mà. Thôi, cô đừng có mà mồm điêu đi. Em không thể nào nhầm được. Anh mang bao nhiêu chị đây, thành khách VIP ở đây rồi. Không tin em check cam cho anh xem. Thôi. Đây. Mày chết này, mày bao nhiêu con đúng không?